lại nữa a nan nếu đại bồ tát chẳng lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì khi ấy các ác ma rất giàu khổ thân tâm run sợ như bị chúng tên độc lại nữa, A nan, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, thì có ác ma đến chỗ vị ấy hóa làm đủ các hiện tượng đáng sợ, đó là đao kiếm, ác thú rắn độc, lửa dữ bừng cháy, bốn phương đều phát cháy, muốn làm cho thân tâm Bồ Tát sợ hãi, mê muội, mất tâm Đại Bồ Đề vô thượng đối với việc tu hành, tâm xanh thối đuôi cho đến phát khởi một niệm loạn ý, chứa ngại quả vị bị giác ngộ cao tột. Bấy giờ cụ thọ An Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn có phải các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đều bị ác ma nhiễu loạn hay là có vị bị nhiễu loạn, có vị không bị nhiễu loạn? Phật bảo A Nan, chẳng phải các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa đều bị ác ma nhiễu loạn, mà có vị bị nhiễu loạn, có vị không bị nhiễu loạn. Cụ thọ A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, những đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa bị ác ma làm nhiễu loạn, những đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng bị ác ma nhiễu loạn phật bảo a nan nếu đại bồ tát nào đời trước nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này tâm chẳng tin chẳng hiểu lại sanh phỉ báng thì đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa liền bị ác ma nhiễu loạn còn nếu đại bồ tát nào đời trước nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này tâm tin hiểu sâu sắc chẳng xanh phỉ báng thì đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng bị ác ma nhiễu loạn lại nữa a nan nếu đại bồ tát đời trước nghe bát nhã ba la mật đa này tâm sanh do dự là thật có bát nhã ba la mật đa sâu xa này hay là không thật có bát nhã ba la mật đa sâu xa này thì đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa liền bị ác ma nhiễu loạn còn nếu đại Bồ Tát đời trước nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này chẳng sai nghi hoặc quyết định tin có Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không bị ác ma nhiễu loạn lại nữa a nan nếu đại bồ tát xa lìa thiện hữu bị các ác hữu chi phối chẳng nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế do chẳng nghe nên chẳng có thể hiểu rõ vì chẳng hiểu rõ nên chẳng có thể tu tập vì chẳng tu tập nên chẳng có thể như thật chứng đắc bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa liền bị ác ma nhiễu loạn còn nếu đại Bồ tát gần gũi thiện hữu, chẳng bị ác hữu ràng buộc, được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu xa như thế, do được nghe nên có thể hiểu rõ, do hiểu rõ nên thường tu tập, do thường tu tập nên như thật chứng đắc Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì đại bồ tát ấy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa không bị ác ma nhiễu loạn.